Ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với lại series Tất Tần Tật Cách Kiếm Tiền Trên Twitter X của Linh Thỏ MMO. Và ngày hôm nay mình muốn cùng mọi người bàn luận về một chủ đề, đấy chính là liệu chúng ta có đang ảo tưởng về kiếm tiền ở trên X hay không. Thì vừa qua có rất nhiều các anh em đông lào là rủ rỉ tai nhau về cái việc là chúng ta cũng lách luật giống như ở trên những cái nền tảng trước đấy rồi, đấy là Google, trên Facebook vân vân. Đấy là chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ book view để chúng ta qua mặt được Elon Musk. Thì có thể là các bạn biết hoặc là các bạn biết rồi nhưng các bạn cố tình quên, mình sẽ nhắc lại cho các bạn. Elon Musk là trùm công nghệ và ông này đặt top 1 server trái đất với trí thông minh của chính ông ý. Thì bạn nghĩ là bạn có thể ăn được ông ý không? Nếu mà bạn có suy nghĩ như thế thì các bạn đang nhầm to rồi đấy. Việt Nam mình thì quá là VIP rồi, quá là nổi tiếng với mấy cái chiêu trò lẳng lách tiếp trước này từ Google qua Facebook vân vân rồi. Đời nào mà Elon Musk không biết. Và vừa qua thì các cái công nghệ book view của anh em Đông Lào thì auto bị ra đê với thông báo này của Musk. Nếu mà nhanh quá thì mọi người hoàn toàn có thể là dừng màn hình lại và có thể đọc cái thông báo này. Mình chỉ muốn nói đấy là khi mà book cái view như vậy thì anh em vừa mất tiền này mà lại không được bật kiếm tiền này. Đấy lại còn bị nó ban, nó xóa tài khoản thì book để làm gì? Cái chương trình trả thưởng cho creator của X thì nó rất là nghiêm ngặt. Nó yêu cầu chúng ta phải có 5 triệu impression, lượt hiển thị, lượt xem đến từ các tài khoản đã verify, có nghĩa là những tài khoản đã xác minh, đã có blue, đã có tích xanh. Và mọi người lưu ý này, không thông qua quảng cáo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 5 triệu cái lượt hiển thị, lượt xem đấy đó phải hoàn toàn organic, hoàn toàn tự nhiên, chứ chúng ta không tính những cái quảng cáo mà chúng ta trả phí để hiện lên trên mặt của họ nhá. Tự dưng là mình có một cái suy nghĩ là chính cha anh em mình bây giờ nhảy vào nó khoai cực nhá, chưa gì là đã tốn một mớ để mua blue nuôi Musk rồi, trong khi điều kiện thì khắt khe, không rõ là có kiếm ăn được hay không, chưa gì đã thấy là lỗ rồi. Cộng với cái việc là Musk là ông hoàng thao túng, ông trùm quay xe, anh em chơi coin hay là crypto thì hiểu hơn bao giờ hết cái chuyện này. Mỗi hôm thì chúng ta lại thấy Elon Musk ra thêm một cái quy định mới ở trên X. Và ai mà biết được cuối tháng nay hoặc là cuối tháng sau liệu có dẹp cái chuyện kiếm tiền X này hay không nữa. Đấy nha, chúng ta cùng xem lại cái lịch sử nhá. Hôm trước thì vừa mới kêu là 15 triệu impression, hôm sau thì quay xe luôn thành 5 triệu impression từ tài khoản đã xác minh và không chạy quảng cáo, hiển thị tự nhiên. Đấy. Và hôm nay thì bắt đầu đưa ra thêm những thông tin chính sách, nội dung chương trình đánh giá chất lượng content từ người sáng tạo nữa mọi người nhé. Nó có nghĩa là khi một cái tweet được những người ở trong cái chương trình đóng góp này này đánh giá là hữu ích thì cái tweet đó sẽ bắt đầu được hiển thị trực tiếp ở trên trang của X. Không giống như là những cái nền tảng khác sẽ sử dụng bot hoặc là cái bộ phận nội bộ để kiểm duyệt nội dung lại, thì X hiện tại sẽ thử nghiệm việc đánh giá cho chính những người đủ điều kiện trở thành người đóng góp. Và sau đây sẽ là năm yếu tố để trở thành người đóng góp, những contributor trên X. Thứ nhất là không vi phạm quy tắc X kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thứ hai, đã tham gia X ít nhất 6 tháng. Thứ ba là số điện thoại đã được xác thực. Thứ tư là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đáng tin cậy. Cái này ở Việt Nam chưa có. Và thứ năm là không liên kết với các tài khoản của cộng đồng khác. Đây là cái thông tin đến từ bạn Hoàng Hà ở Học viện Twitter. Vậy nên là theo như cái chính sách của chương trình này thì có thể là nhiều content 18 cộng có vẻ là cũng sẽ khó sống nếu chương trình này nó được áp tại Việt Nam. Thời gian này thì nó đang thử nghiệm ở các nước khác thôi, nhưng mà sắp tới xong thử nghiệm thì khá là chắc chắn là nó sẽ về cả Việt Nam đấy. Thì không biết là mọi người cũng nghĩ giống Linh không, cái chương trình mà Elon Musk này đưa ra kiếm tiền ở trên X này ấy, nó giống như là nó đưa ra một cái chương trình kiếm tiền, một cái miếng bánh, một cái phần thưởng có vẻ hấp dẫn nhưng yêu cầu thì lại khắt khe để có thể là 1% những người dùng ở trên X này kiếm được thôi ấy, như là những cái KOL lớn, những cái team tay to mạnh đấy. Còn hầu như là anh em mình đi lẻ tẻ, mọi người chỉ đang FOMO mua cái tích xanh blue để làm giàu cho nó thôi ấy. Xong mọi người có biết không, cái chương trình này nó còn kiểu như là nó đang thu hút cái traffic đổ về để sáng tạo content, phát triển hệ sinh thái cho nó ấy, sẽ dẹp hẳn cái mối lo đến từ Maxon và Thread luôn. Được một thời gian anh em FOMO anh em rút hết rồi, định là đe dọa Twitter, nhưng mà với cái chương trình này nó hấp dẫn như thế này thì mọi người lại bỏ đấy luôn, mọi người bỏ hẳn đấy luôn, mọi người sẽ quay trở về với lại Twitter X. Thì nói chung là một công đôi ba việc với Elon Musk đấy thì là điều hoàn toàn có thể xảy ra đúng không? Top 1 server trái đất nó phải như vậy mọi người ạ. Vậy túm cái váy lại thì video này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là anh em không thể ăn sổi được ở X được đâu ạ. Nếu mà mọi người đi theo cái hướng xây kênh lâu dài chất lượng thì may ra là mọi người sẽ thành công ở trên con đường này. Và mình tin là cái cuộc thanh trừng sau cơn FOMO này sẽ sớm bắt đầu thôi mọi người. Khi mà đám đông bắt đầu tuyệt vọng, sợ hãi và bỏ cuộc ấy, biết đâu đấy mới chính là lúc mà những cái người ở lại họ bắt đầu tìm ra con đường và họ bắt đầu phát triển, kiếm được tiền ở trên X thì sao? Còn mọi người có suy nghĩ như thế nào? Mọi người có đồng ý hay là không đồng ý với ý kiến của Linh không? Hãy nhớ bình luận xuống bên dưới để Linh được biết và cùng thảo luận của mọi người nhé. Nếu mọi người cảm thấy video này hay, có ý nghĩa hoặc đơn giản là mọi người cảm thấy yêu quý, yêu thích cái cách nói chuyện của Linh thì mọi người hãy bấm like cho video và subscribe cho kênh của Linh nhé.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.